huấn luyện viên Park Hang-seo hành động bất ngờ với huấn luyện viên Kim Sang-sik. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết ông thấy bất ngờ trước động thái từ huấn luyện viên Park Hang-seo ở lễ ra mắt. Ngày 6 tháng 5, lễ ký hợp đồng giữa huấn luyện viên Kim Sang-sik với VFF đã tổ chức tại Hà Nội. Huấn luyện viên Kim Sang-sik chính thức ra mắt với tư cách huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Trong ngày trọng đại này, tân huấn luyện viên đội tuyển Việt Nam đã nhận được bó hoa chúc mừng từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Kim Sang-sik cho biết, tôi rất bất ngờ và cảm ơn với bó hoa của huấn luyện viên Park. Tôi tin vào triển vọng của bóng đá Việt Nam và năng lực cầu thủ. Tôi sẽ ghi nhận đóng góp của người tiền nhiệm, nhưng tôi có kế hoạch của riêng mình để truyền đạt thông điệp đến cầu thủ, để có kết quả tốt nhất, chất lượng chơi bóng tốt nhất. Tôi hy vọng sẽ xây dựng được tập thể đoàn kết để đạt được thành công như mong đợi. Tôi xin chia sẻ, ông Park là thầy, đàn anh mà tôi kính trọng. Ông đã đạt thành tích xuất sắc với tất cả nỗ lực cùng đội tuyển Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ trao đổi, giao lưu, gần gũi với cầu thủ, tìm được chiến thắng, nỗ lực quyết tâm đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Đây là lần đầu đến Việt Nam, nếu anh hỏi về khác biệt thế hệ, thì với tôi, cầu thủ với thế hệ nào, tôi cũng sẽ có đánh giá ban đầu để tìm ra cầu thủ phù hợp nhất. Tôi mong cầu thủ sẽ cố gắng. Dù họ ở cương vị nào, giàu kinh nghiệm hay là cầu thủ trẻ, tôi mong họ sẽ nỗ lực để có thành tích cao nhất. Hợp đồng giữa huấn luyện viên Kim Sang-sik với VFF kéo dài từ 1 tháng 5 năm 2024 đến 31 tháng 3 năm 2026. Nhiệm vụ đầu tiên đối với tân huấn luyện viên trưởng người Hàn Quốc là dẫn dắt đội tuyển Việt Nam tham dự hai lượt trận còn lại trong khuôn khổ vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng sẽ được tạo điều kiện để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại U23 châu Á 2026 dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm 2025. Và tiếp đó là SEA Games 33 diễn ra tại Thái Lan vào tháng 12 năm 2025.